Rồi, ok, chào anh em á. Hôm nay em lên cho anh em xem một cái con xe rù bánh xích trọng tải 2 tấn. Máy dầu nha anh em nha. Ở NC2000. 2000 là trọng tải 2 tấn. Con này bánh xích. Bánh xích nha anh chị nha. Xe rất là cứng cáp và liền lạc. Anh chị hãy xem xe và đánh giá nha. Đó, xe không có bị mục lũng gì đâu nha anh chị nha. Bánh răng nè. Không. Đó, bánh răng còn rất là mập, không có bị mòn hơn. Bánh xích sắt mà răng, bánh răng mà còn đẹp cỡ này là anh chị hiểu rồi. Chạy rất là ít hơn, xích rất là đẹp luôn. Đó, xích rất là đẹp hơn. Con này bao chắc luôn chị, bao chắc xương à. Đó, xương bọng rất là chắc. Tì bên, tì bên chống từ này chống lên ha, nên rất là lực, bên mấy tấn cũng lên hết. Đó, thùng bọng không bị mục lũng nha. Đó, xe thì em sơn lại cái thùng và cái dàn đầu rồi. Còn dàn chân là rinh toàn bộ ha. Dàn chân là nước sơn rinh toàn bộ. Đặc biệt trên con xe này là có lam ủi luôn nha anh chị nha. Đó, lam ủi xài bằng ti luôn. Đó, lam ủi ngang 1,5 m nha anh chị. Con này ngang 1,5 m, dài tầm khoảng 2,8 m, 3 m. Thùng thì rất là bự, thùng cao bự. Đó. Bên Nhật thì chuyên chở bê tông này. Đó, bê tông nó còn dính luôn ha. Đó, bê tông của Nhật nó còn dính luôn. Bê tông xích đồ rất đẹp. Con này số thì chạy 3 tiếng 3 lùi luôn nha anh chị nha. Đó, nói chung là nó có 3 số nhưng mà mình gạt cái cần kia tới là chạy tới, gạt lui là chạy lui. Đó, hai một cần bên lam, một cần bên ấy. Một cần thắng, một cái con và hai tay chuyển hướng. Đó. Ghế thì em thay một cái ghế mới hả? Bình là thay bình mới luôn. Bình nằm trong đây nè. Đó. NC2000, con đó, 2 tấn. Con này chạy động cơ hai máy dầu nha anh chị nha. Động cơ hai máy dầu. Đó. Máy bao rin nha anh chị. Máy bao rin ha. Máy không có bung sữa gì đâu ha. Đồ Nhật thì bao rin máy, với máy này bao rin cho anh chị hết, không bao giờ bung sữa chửi chửi gì trong đó đâu. Dàn chân rất đẹp. Dàn chân bao phơi. Xe bây giờ giá rẻ quá anh chị ơi. Xe giờ nói chung mà hàng nó đã không về rồi, mà bán thì thị trường nó cũng chậm, nên là giá xe bây giờ cũng rất là rẻ ha. Anh chị nào có tiền và muốn đầu tư, muốn có làm để những công việc gì đó thì nên mua xe vào những cái thời điểm này thì giá cực kỳ là rẻ, rất là rẻ luôn nha anh chị. So với cái giá bán của em bây giờ em bán cho anh chị chỉ có bằng những cái giá mua lúc mà thị trường nó đang hốt, đang đắt đó. Là anh chị nào quan tâm nên mua ha. Con này giá bán tại cửa hàng 68 triệu nha anh chị nha. 68 triệu giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, rồi anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 58879 0398 68745 ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe chỉ sơn lại cái thùng và cái đầu đó ha, còn ngoài ra là dàn chân là bao rinh luôn, mà dàn chân nhìn nó rất là đã, rất là phê luôn. Xích bọng đồ lam rùng nhìn đã lắm nha anh chị nha. Nói chung là nhìn đã lắm. Giá chỉ có 68 triệu thôi. Đó. Hộp số nè anh chị. Ừ. Chắc chắn bự to. Giá này thì quá là hợp lý rồi, bằng giá mấy hôm em mua thôi anh chị. Mình giá giờ xe giờ ế quá nên là giá nó rất là rẻ ha. Đặc biệt thêm có làm ủi nữa. Rồi ok. Chị quan tâm liên hệ nhé. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.